Đây đúng rồi nè, quỷ đất chở vòng 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 mệt. Cơm dẹp cũng có nữa kìa. Đúng rồi. Trời ơi, trời nóng không à. Đúng bài luôn. Nghe này đi. Cho chút nữa nhai nhai nhậu nhai. Quá trời quá nè. Kiếm tiền. 150 tá lả luôn. Chè thì đủ chưa? Chưa. Này gì? Đậu đen. Đúng rồi phải không? Dạ, nhưng mà lấy đậu trắng thì mình chưa tính tiền nha. 20 nghìn. Trời ơi. Nãy giờ tôi đang ngồi bên đây mà nghe chìm đóng trong tình mới bên kia không ớ. Oh yeah yeah. Anh Bảy vô đây nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng luôn rồi. Nghỉ dưỡng mà. Nghỉ dưỡng mà. Mình nói vô đây là có anh Bảy có nhạc nghe, có sân khấu ca nhạc luôn. Ừ. Anh Bảy nói phải thôi chứ nó hát hay chút cũng đỡ. Đúng ý. Đây, nghỉ dưỡng luôn. Nè, ăn đi, bánh đồm lum. Nãy giờ mình đi mình tưởng là đi xa xa nó đỡ nghe tiếng nhạc, nó đỡ hồn chút xíu, ai ngờ quay qua đây cái lo quay mặt đây luôn. Hay ghê, lựa dữ lắm luôn á. Lựa đúng chỗ luôn. Lựa dữ lắm luôn á. Rồi bây giờ là bài gì đây? Dần chân cô đơn hả? Đó, vô. Thì đó, đất lửa với ai? Cũng mày, cũng là mày nữa. Có. Vô. Vô. Hát nằm hay làm gì làm nha, để Hà xử. Hà xử các bạn này cho. Rồi bây giờ xin được ba cái giọng nè. Rau câu dừa. Rau câu dừa. Bây giờ ngủ giấc vậy về luôn, khỏi kêu cầu ăn, khỏi cuốn mồi đầy đủ, bánh bò nướng, bánh da lợn, chè đậu trắng, chè đậu đỏ, cơm cháy. Rồi xong. Đủ rồi. Trời ơi. Lý tưởng anh. Sự là quá bất ngờ luôn. Một giọng ca đối diện đang làm mưa làm gió, hiện tại giọng đang mưa gió, quá hay luôn, mời cả nhà thưởng thức. Thấy chưa, ở đâu cái này ba Duy Mạnh về, bây giờ giọng Duy Mạnh nhưng mà ba Duy Mạnh về trước nha, lát là bây giờ mới tới Duy Mạnh vậy sao. Đó. Nãy mình nghe rõ ràng luôn. Người yêu ơi có biết anh thích ăn thịt chó. Nghe kỹ nghe kỹ. Nói. Oh yeah. Yêu là. Đó quá dữ. Từ nãy giờ tôi nghe cứ nó chân cái phô thế nào ấy nè. Cái ngõ này nó không vào cái ngõ này, đi ngõ nào trên cái phố sao ấy. Mấy anh gì đó ơi, cho em mượn cái lo em hát bài được không mấy anh? Ai lúc chậu đây An Giang đâu. Không cần nhiều điều, chỉ cần một điều, lúc nhậu đừng An Giang. Lúc nhậu đừng An Giang. Nè.
không gì Hà nói sao? Không cần nhiều điều, chỉ cần một điều lúc nhậu đừng ăn gian. Đó. Hay quá, không mà công nhận Hà trí nhớ tốt, hát mà cái nhớ liền. Bầu trời cà ly kêu Hoàng Đức á, qua bên đó xin hát bài đi, nãy giờ ngồi đây ngứa quá. Không biết nó qua nó xin chưa. Đức. Đi nãy giờ chưa tới luôn. Đây đây. Lẹ đi, lẹ. Hát tặng tao một bài coi. Đó, bây giờ Đức đó. Thằng bạn của mình. À, qua xin nữa, qua xin nè. Đó. Đó, đó, đó. Cho xin hát bài thôi. Ăn bánh bò. Rồi. Rồi đã. Rồi, 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 Đức xin hát rồi. Rồi, dứt. Hát, hát sao cho coi được nha bạn. Được không, được không? Được, được, đang xin, đang xin. Yeah. Bị. Yeah, 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 đang quay nè. Bây giờ hát phải, hát phải, hát phải đi xin. Này do xin hát quá. Hết tiền thuê karaoke. Ờ, này. Đó, 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 đó. Rồi, vô dứt. Dứt tặng cho... À, bầu trời cà ly nè, đó, thằng Đức, thằng Đức nó qua bên. Người ta lịch sự, người ta lấy ghế mà em ngồi luôn rồi, muốn gì đó. Đó, thấy chưa? Chứ sao, lịch sự quá trời luôn. Đó, đó. Để bầu trời cà ly zoom, zoom, zoom. Yeah! 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 Cảm ơn tụi em nhiều nha. Karaoke sống cả đời Tông Nam. Ok, bây giờ anh Đức hát một bài là xong đoạn đây. Đúng rồi, xong đoạn đây. Đó. Xong đoạn đây. Karaoke sống đoạn đầy Tông Nam. Tặng cho anh chị bầu trời. Rồi, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Vô. Vô ý mày chưa? Rồi. Làm sao cho coi được nha. Làm sao mà tao giục điện thoại tao uống xong luôn á nha. Hả? Có bia luôn. Má nghi chắc ngồi bên luôn á. Đó, vô, 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 vô. Vô, vô hàng cả nhà. Trời ơi, từ chầu này, trời này mà xuyên tâm liên qua trời trời bên kia luôn kìa. Dạ, ngoài đó, thấy không? Bài này hay lắm nè. Vô. Giờ tình người đó mặc áo hoa bên ai rồi. Vẫn là chiếc áo người đã đưa tôi ngày nào. Áo còn chưa thấy mà cô nhận đã. Lòng người sâu sâu, ai lấy tức đó được đâu. Người đã từng hỏi, ta đến với nhau thế nào. Là vì bận rộn, hay những danh danh lợi nào. Người nào đâu hay, sẵn sàng tin.
lắm. Hơi rè rè nhẹ cũng đỡ. Còn nửa bài nữa ra, mày hát đi nha. Mày hát cho lòi bằng họng mày ra đi nha. Mẹ đó luôn đi, à, mẹ đó luôn đi, rồi tao về. Bây giờ là bên này yêu cầu tao hát tặng cho bạn này một bài nha. Ok. Từ bài nữa. Thôi bài okay, một. Ok ok. Một bài được rồi, bài hát ra đội quần nha. Yeah. Có gì? Có một kiểu người cực kỳ mê uống sinh tố. Quán nhậu thì ba bà nhậu một ông. Rồi giờ quán chè thì ba ông một bà. Ly của chồng em nè, nhỏ lắm luôn á, không ăn thôi, ăn gì nè. Chè bưởi. Tấn nó ăn, thằng Tấn nó ăn chè, nó ăn khác người ta anh chị. Người ta cái ly có chút xíu mà nó múc ra nè. Ở đây người ta bán nè, cái ly nó. Đó. Anh chị thấy không? Ừ, nó bự dữ vậy. Nó ăn gấp đôi người ta mà. Đi rồi. Thì lâu lâu ăn là ăn cho đã chứ sao. Mà ngon. À, thấy ngon. Thấy bình thường hay không? Tao thấy bình thường. Đây mày không ăn chè không? Ngon mà. Cho thêm chén nước cốt dừa được không? Được. Rồi. Sau một đêm dân địa phương chịu không nổi, về ngủ tiếp, bây giờ bầu trời Cali với anh Bảy với Hà uống cà phê tiếp, chuẩn bị đi nữa, chưa về đâu. Đi nữa. Đó rồi, đi chưa có về. Bây giờ mình đổi hướng mình về miền Tây. Ghê thiệt á. Mình chơi miền Đông, bây giờ mình quay qua miền Tây. Lên núi xuống biển gì từ lưa hết trơn. Lại ở Cần Thơ. Trời ơi. Bây giờ bầu trời Cali với Hà đang ở dưới Bà Rịa nha. Mà bây giờ là định hướng là về miền Tây. Ghê chưa? Biết vậy bút vé thêm tháng nữa. Vậy nó hơi về sớm đi. Cái này mà gặp thằng Đức. Phải nói thằng Đức. Thôi mày về sớm giùm tao. Sao nó bớt đau khổ. Thằng Đức nó mày về sớm. Mày về sớm giùm tao. Chịu hết nổi rồi. Chịu đâu có nổi. Ê. Ê, ê càng hết gọi là ê, này gọi là gì ta à, thương chế binh thương thương phế binh thương phế binh què dò lội cẳng hết rồi chịu không nổi vừa mà ngủ không được là sao chưa đủ đô phải không hẹn ở miền Tây đi rồi về về dứt chục đồng rồi hả chục đồng rồi chục đồng nướng ừ rồi ok hẹn gặp lại ở Cần Thơ rồi bến Ninh Kiều rồi qua tụi em quẩy ra Bà Rịa banh xác rồi nha cả nhà, có nghĩa là hết chỗ đi rồi không ai chứa nữa chứ giờ mới dọn ổ đi chỗ khác thì cái thằng Bà Rịa thằng chủ thị nó đang lái xe nè đó bây giờ nó dắt đi chỗ khác mà không biết dắt đi đâu hả giờ mình về Tây Đô đi đó cái gì à gì là... Người đẹp tới đâu hả? Ừ, người đẹp tới đâu. Là Cần Thơ hả? Đúng rồi. À, dưới đó có gì? Nhiều lắm. Nhiều là gì? Quậy đi, xuống dưới quậy đi, nát đi, xong rồi đi tiếp.
Tao nghĩ nát là hết đi luôn á. Cái đoàn này là xin giới thiệu với anh chị nha, cái đoàn này là đoàn Sống Giang. À, là sáng là dông á nha. Qua mày qua đó mày hát làm sao mà mày làm tao tao đuổi về luôn đó. Dạ, trời, tao qua cái tao mời. Thôi để mấy anh kia về đi, anh ở lại được không? Ok vậy. Ờ, tao mời tao ở lại luôn chứ đừng giỡn. Nghe vậy? Thì sao? Biết vậy tao để mày ở lại cho rồi. Tao bắt anh Bảy đi thôi. Đưa anh Bảy. Ở lại nữa, mấy đứa kia là nãy giờ cho anh mượn anh ca thôi, bây giờ anh dọn bàn dọn ghế giùm em. Sẵn tính tiền em luôn anh ơi. Đúng không? Chứ mày mà đàn ông cũng lẽ mày đúng ngồi mãi, mày lúc mà tính tiền á mày ngồi đó, mà lúc mà tính tiền á để đi vệ sinh cái hiểu không? Ở đây là mình đi luôn á. Có phải có dán cái nồi quy ăn nhậu đó. Ừ. Giờ tụi em chuẩn bị đi nữa. Thì đi đâu thì chút nữa biết. Đi Đức. Đâu còn lâu mới nói. À, đi lâu hả? Thằng Đức nó nói đi đâu còn lâu nó mới nói. Đi đến đâu bị đuổi nó. Nhưng mà em nói đi Cần Thơ chứ đâu. Sợ mày. Đến Ninh Kiều, miền Tây sông nước. Bây giờ Hà là không ăn ba cái con lạ lạ. Giống như là lươn nè, ếch nè, chuột nè. Thậm chí heo rừng ở bên đó, hồi trời Cali có bán heo rừng bên đó nữa. Nhưng mà bà Hà không ăn, ăn cho khó giống như là bị ép. À, bị ép ăn. Dê nè cũng không ăn nè. Rắn các bạn, nói chung gì con gì mà con gì lạ lạ là không ăn. Cho nên là bây giờ chỉ có xuống dưới thì cá lóc ăn được không? Được. Ờ đó cá lóc được. Phải hả? Dạ, dưới nào mình ăn gà sao. Gà sao hả? Ừ, rồi ăn chuối chiên Tây Đô. Ừ. Bánh cống. Ở đâu sản của Cần Thơ. Đừng, cái đó. Ghê vậy. Chưa hết thấy mấy món là thấy ngon ngon không hả? Được anh. Rồi. Cả nhà tiếp tục đồng hành video sau của Bầu Trời Cali nha. Bây giờ tụi em tạm off ở đây để mà hẹn gặp lại. Bye bye.